chào anh em nhé. Hôm nay thì mình cũng có nhận được một lô hàng này của 3-4 đơn vị gửi đến. Mình thì xuất thân từ thợ sửa máy hàn nhé, máy hàn điện tử ấy. Còn mình không chuyên về sửa cái này và mình cũng đi làm công ty và không có shop hoặc cửa hàng để mà sửa chữa những cái thiết bị này. Nhưng mà vì đam mê và cũng vì có cái chút tin tưởng của các anh em thì anh em vẫn cứ gửi những cái hàng này về cho mình. Đây thì hôm nay về thì một ít là Momentum 3 của các bác, là kiểu mua lô của các đơn vị bán đấu giá trên mạng mua về thì đến cho mình xử lý. Đây một lô iPod và Momentum 3, còn một số của khách lẻ. Đây bên này là một số của khách lẻ này. Cái đống này thì là của khách lẻ. Đây khách lẻ gửi về thì mình cũng làm thì chỉ một ngày thì chỉ có hai tiếng vào buổi tối thôi. Còn ngày thì mình làm hành chính, mình làm công ty thợ sửa máy hàn, thợ sửa điện tử máy hàn. Nhưng mà mình làm cái này thì anh em tin tưởng, anh em gửi đến cho mình. Rất nhiều cái mà đã sửa qua rồi thì gửi đến. Thì những cái nào đơn giản thì mình sẽ cố gắng làm nhanh, trả trước. Còn cái nào phức tạp thì mình phải chọn những ngày nghỉ. Đó, thì mình mới làm được. Những cái sản phẩm iPod này thì đa số là lỗi tay bên trái thôi. Tay bên trái lỗi nhiều, một là lỗi xuyên âm, hai là lỗi xuyên âm này, với cả lỗi dè. Còn đây là con E8 3 này thì ba con này đều báo thay pin. Ba con này là ba con mới nhá, mới bóc hộp ra. Đây vẫn còn nguyên ni lông này. Đấy. Mới bóc hộp ra thì đã không lên điện. Cái này của cửa hàng gửi. Có một số tay lẻ của khách miền Nam, miền Bắc đều có, các bạn tin tưởng các bạn gửi cho mình. Thì cái nào mình xử lý được thì mình sẽ báo luôn là xử lý được. Còn cái nào mà không xử lý được thì mình sẽ cố gắng mình tìm nguyên nhân. Đấy. Chủ yếu là có thời gian thôi. Nhưng mà với số liệu hàng nhiều này thì mình xin lỗi các bạn là những cái ca khó thì mình phải đợi. Chứ không mình không thể nào xử lý luôn được. Đây một con Divun. Dòng Divun này mình ít sửa, ít nhận. Đa số là các cửa hàng bán ấy, thì là của Marshall thì nhận nhiều. Còn cái lô này là lô của mới khách quen thì cứ đấu giá ở trên trang của Nhật hay của Trung Quốc thì không gửi đến cho mình. Thì mình ngày mai hoặc là tối nay mình sẽ kiểm tra cái chỗ này và báo giá cho các bạn. Mình chỉ có 2 tiếng buổi tối thôi, không có nhiều thời gian. Các bạn cứ bảo là không làm, nhưng mà đúng là làm thì mệt, mệt thật sự. Làm ở chỗ này đâu phải là đơn giản đâu, tháo một cái ra không sửa được, hoặc là chưa tìm ra nguyên nhân, nó lách tanh bành ở cái thờ bàn. Chỗ làm việc của mình thì nhỏ xíu, một tí thôi. Thôi mình dừng clip thì mình làm việc thôi. Nha. Còn không có thời gian thì quay kỹ cho các bạn nhìn được cách thao tác. Xin cảm ơn.